Trước khi xem video, các bạn vui lòng kéo xuống dưới video và ấn vào nút đăng ký kênh, đồng thời ấn vào biểu tượng chuông để nhận được những video mới nhất của kênh mangthaibaby.com. Đồng thời, quý vị và các bạn hãy truy cập vào website mangthaibaby.com để nhận được nhiều hơn nữa những bài viết hay và bổ ích về mang thai và nuôi dạy con cái. Một lần nữa, xin được cảm ơn. Chợ Viềng, Vụ Bản, Nam Định. Bán rủi mua may ngày mùng 7, mùng 8 Tết. Nhiều người quan niệm lỡ một phiên chợ Viềng là lỡ cả một năm. Tới phiên chợ đầu xuân này của Nam Định mới thấy hết được không khí tấp nập, tâm trạng phấn chấn vui vẻ của mọi người. Cứ đến hẹn lại lên vào mùng 7, mùng 8 tháng riêng hàng năm, người dân địa phương và du khách lại nô nức rủ nhau về chơi chợ Viềng Nam Định. Đây là phiên chợ cầu may một năm chỉ họp duy nhất có một lần, đặc biệt chợ họp chủ yếu từ buổi tối đến sáng sớm hôm sau. Ai đến với chợ Viềng cũng đều đinh ninh một tâm niệm, mua may bán rủi cho năm mới được bình an và may mắn. Dù là kẻ mua người bán, bất cứ ai đều đặt chân đến chợ đều không đặt nặng vấn đề về lãi lời. Người bán không nói thách quá cao, người mua không mặc cả quá lời, bởi quan niệm những nỗi băn khoăn về giá cả sẽ làm mất đi tính tâm linh của phiên chợ này. Cầm trên tay chiếc lọ lục bình từ một gian hàng đồ cổ, ông Trần Hình Mạnh, một du khách chia sẻ: năm nào tôi cũng đi xe từ thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu lên chơi chợ Viềng đã thành thông lệ, nên đây là dịp chúng tôi tụ họp anh em, bạn bè gặp mặt đầu năm, cũng là mong mua được chút may mắn dịp xuân mới. Có thể nói chợ Viềng Nam Định là phiên chợ đặc trưng của dân cư nông nghiệp vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, với đầy đủ những mặt hàng vừa truyền thống vừa mang bản sắc chợ Viềng. Nơi đây không bán mua những sản phẩm ngoại lai hào hoáng đắt tiền, mà sản phẩm được bày bán chủ yếu là các loại cây trồng, nông cụ và đồ cổ. Không thể không nhắc tới mặt hàng được đặc trưng của chợ Viềng Nam Giang Nam Định, đó là đồ cổ và đồ giả cổ. Đến chơi chợ lần đầu, hẳn du khách thập phương ai cũng ngỡ ngàng bởi phiên chợ lạ với một không gian rộng lớn bày bán hàng trăm ngàn mặt hàng, từ đồ cổ, đồ đá, đồ sứ, đồ gỗ, đồ giả cổ, đủ chủng loại, chất lượng và giá thành phong phú. Ngoài ra, chúng ta có thể tìm thấy ở đây rất nhiều những vật dụng của nhà nông, từ đôi quang gánh, chiếc thúng, chiếc mục, đơm đó, giỏ cua cá hay chiếc đòn gánh, liềm, cuốc xẻng, hoặc những sản phẩm dùng cho cuộc sống hàng ngày như quần áo, thực phẩm, sách vở, đồ chơi trẻ em cùng trăm ngàn vật dụng khác. Nếu tự thấy mình không am hiểu về đồ cổ hoặc không mấy hứng thú với nông cụ, du khách có thể chọn cho mình một cây cảnh mua về lấy may đầu năm mới. Cũng phong phú như mọi mặt hàng khác tại chợ Viềng Nam Giang, cây cảnh được bày bán ở đây có đủ mọi kích cỡ, kiểu dáng và loại cây, từ những cây hoa đỗ quyên nhỏ xinh đủ mắt sắc màu hồng, tím, trắng đến những cây đinh lăng được uốn tạo thế trong những chậu nhỏ chỉ nằm vừa lòng bàn tay, từ những giống cây ăn quả khắp mọi miền đất nước như hồng xiêm, mít, tố nữ, táo Bình Thuận, đến những cây xanh, cây si nhiều thế uốn lượn cao quá đầu người. Tuy phong phú là vậy, nhưng theo nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ, mặt hàng cây cảnh năm nay không được đắt hàng như những năm trước. Ông Phạm Văn Bắc, một chủ hàng bán buôn cây cảnh từ huyện Nghĩa Hưng cho biết, tại thời điểm này lượng cây tiêu thụ của ông với cùng thời điểm của năm ngoái mới được gần phân nửa. Năm nay khách mua dường như chuộng những cây hoa trang trí dạng nhỏ và cây ăn quả trồng trong vườn nhà. Ở Nam Định có tới 4 chợ Viềng. Thứ nhất là chợ Viềng ở xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, song giờ chỉ còn tồn tại một địa danh. Từ thành phố đi lên chợ Viềng Mỹ Trung chỉ vài cây số. Bình thường nói đến chợ Viềng, người ta hiểu là nơi này. Còn khi nói đi chợ Viềng hay đi chơi chợ Viềng, người ta thường hay nghĩ tới 3 chợ còn lại. Những nơi mà tên gọi là Viềng chỉ thực sự có ý nghĩa một ngày trong năm: chợ Viềng ở chợ Chùa, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, và chợ Viềng Phù Dày, thôn Trung Thành, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản; chợ Viềng ở Hải Lạng, huyện Nghĩa Hưng thì nay còn rất ít người biết tới.
Những ngày đầu năm ngoài lễ khai ấn đền Trần thì hội chợ Viềng bao gồm chợ Viềng Nam Giang và chợ Viềng Phủ Dậy là một trong những điểm thu hút khách thập phương nhiều nhất. Chợ Viềng Nam Giang hay còn gọi là chợ Viềng Chùa hay chợ Viềng Phủ Dậy, chợ Viềng Phủ đều họp từ sáng ngày mùng 7 kéo dài đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm, đón khách thập phương tới du xuân mua sắm nông cụ cây giống để xuống đồng hay cây cảnh đồ cổ về để trưng trong nhà. Khác với sự xô bồ của những phiên chợ thông thường, chợ Viềng còn ý nghĩa tâm linh. Chợ Viềng Nam Giang là nơi có chùa Đại Bi thờ thiền sư Từ Đạo Hạnh. Chợ Viềng Kim Thái Trung Thành là nơi có quần thể di tích Phủ Dày thờ thánh mẫu Liễu Hạnh. Hiện Nam Định đang xây dựng quy chế mới về công tác quản lý quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dày nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực về quản lý nhà nước về di tích, lễ hội theo hướng giao cho cộng đồng dân cư là chủ thể văn hóa trực tiếp tham gia quản lý di tích, thực hành lễ hội để tránh tình trạng tư nhân hóa di tích cũng như giảm thiểu các biến thể xấu của dịch vụ phát sinh như đổi tiền lẻ, ăn chênh lệch, chặt chém du khách, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, quang cảnh để mang lại ấn tượng đẹp cho du khách tới chợ Viềng Kim Thái nói riêng và quần thể di tích Phủ Dày nói chung. Nhiều người quan niệm lỡ một phiên chợ Viềng là lỡ cả một năm, tới chợ Viềng đầu xuân này của Nam Định mới thấy hết được không khí tấp nập, tâm trạng phấn chấn vui vẻ của mọi người. Từ một phiên chợ của cư dân nông nghiệp, ngày nay những người tới chợ không chỉ là những người nông dân như xưa mà bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, đến từ nhiều tỉnh thành, sản phẩm vì thế cũng đa dạng hơn rất nhiều. Có lẽ chính vì những điều đó đã góp phần làm nên sức quyến rũ rất riêng cho phiên chợ Viềng mỗi năm một lần duy nhất này. Giá riêng có chợ chơi đôi lần Viềng. Tháng Giêng từ lâu được coi là tháng ăn chơi, là mùa bắt đầu của những lễ hội dân gian độc đáo. Để rồi mỗi khi tới mùng 7, mùng 8 âm lịch, người ta lại nô nức rủ nhau đi Nam Định tìm tới chợ Viềng, phiên chợ cầu may đặc biệt, nơi mua may bán rủi, có thể thêm lộc về nhà, mở đầu năm mới tốt lành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn hãy kéo xuống dưới video và nhấn vào nút đăng ký kênh ở ngay dưới video để ủng hộ kênh mangthaibaby.com ra thật nhiều video mới nhất gửi tặng quý vị. Đồng thời, quý vị và các bạn hãy truy cập vào website mangthaibaby.com để nhận được nhiều hơn nữa những bài viết hay và bổ ích về mang thai và nuôi dạy con cái. Một lần nữa, xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp.